em cũng buồn hết rồi, chị sẽ cũng buồn. Chưa kịp, chưa kịp cà rốt mà đã thích người khác rồi em. Ngon mày cướp đi. Bạn kia là Bình hay An gì đây đúng không? Đúng rồi đó, nó đó, nó đó. Xin lắm. Nó tưởng nó kêu nó ít tuổi để người ta khen nó trẻ, ai gì người ta chê nó già quá. Nó lấy lại tự thật. Nữa. Lại chê khách già rồi. Trời ơi, tự nhiên đi lấy mụn về có nghệ ngon là ghê ha. Nhức cái nắp. Hôm bữa anh gặp nó như thế. Đi như có gã chạy hết hồn chạy. Hết hồn. Có nghệ như chị A ok mà. Về dạy lại. Chị An về dạy lại cho Thành. Bé nó vẫn đang hoang mang. Có cái bất ngờ quá đang hoang mang. Em không biết là phải đăng Facebook người khác gì nữa chứ. Người khác em chứ. Bỗng một ngày đi lấy mụn về có người yêu. Hay đấy. Mọi người hãy đi lấy mụn đi để có người yêu. À đi. Cái gì? Đi lấy mụn tiền thể sắm cái máy bay. Đúng. Được tặng miễn phí cái máy bay chứ. Được tặng miễn phí cái máy bay à? Mấy chị ở đây lấy một tấm tặng máy bay.
Y sắp có trà sữa uống rồi đúng không Bình? Dạ. Sắp có trà sữa uống đúng không? Chị uống trà sữa thôi hả? Chị uống trà sữa thôi hả? Uống trà sữa mà có gì. Vậy thôi mình đi ăn đi em. Thì mình cứ từ từ trà sữa trước đi. Làm bữa sau nó không dám đi nữa. Ủa Vũ ở đâu Vũ? Em muốn có vấp nè. Gần đây à? Dạ. Ủa em ở Đắk Lắk hả? Ủa chị tưởng em biết đâu rồi chưa? Biết lâu rồi sao? Em nghe giọng tưởng em biết rồi. Giọng thì giọng chứ, nó giọng Bắc mà. Giọng Đắk Lắk đâu. Đắk Lắk nói giọng nó ấy lắm kìa. Nếu mà gốc Đắk Lắk á, không phải đặt Bắc vậy đâu. Em ở chỗ nào Đắk Lắk? EK hả? Biết thì chưa đi bao giờ. Đường gì? Nhưng mà ý là cái đường em leo là đi hướng nào xuống ta? Chị chỉ biết tới cái khúc đài phát thanh thôi. Đi qua đấy không? Đúng rồi. Ý là chị biết rồi nhưng mà em đi hướng nào xuống? Đi từ chỗ tới chỗ nào thì rẻ. Hiểu không? Thì đi lên trên phố luôn hay là sao? Ừ. Tới ngã 6 đúng không? Ừ. Rồi tới đây mới rẻ hả? Chứ không phải đường dưới này hả? Ông không hiểu gì hết trơn á, không nói gì. Không ngoài bạn với Nguyễn Thành đốt nó lại. Nó nói rồi không hiểu cái gì luôn. Giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt ấy. Nay người ta có ghệ. Như vậy á.
gì đâu mọi người, ôi, bình thường lúc nào chị chả vậy mọi người. Mẹ em có cảm giác chị vui sao á. Thôi chị sẽ bớt vui lắm. Thôi chị vui tiếp đi. Không. Vui tiếp đi mẹ. Không. Vui đi ra mẹ em nghĩ á. Hạnh đổ lúc nha. Nay có một em nai tơ đã sập bẫy nên là chị ăn vui. Mọi người không hiểu gì hết trơn hả? Thì nai mình ngon đấy chứ. Hợp khẩu vị này chứ. Chưa làm ăn được gì luôn á. Rồi. Nói không cũng đủ sợ rồi. Ai nhân gan như em ấy. Một này. Một.